Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Ngày ấy, có lệnh của hoàng đế Cesare Augusto ban ra truyền cho khắp nơi phải làm sổ kiểm tra. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên thực hiện thời Quirino làm thủ hiến ở Syria. Mọi người lên đường trở về Bê-ta cũng gọi thị trấn Nazareth trong xứ Galilee để về quê quán của vua David gọi là Bethlehem, để hướng tên của hoàng gia và là tôn thất dòng David, để khai kiểm tra cùng với Maria là bạn của người đang mang thai. Sự việc xảy ra là trong lúc ông bà đang ở đó, bà Maria đã tới kỳ mãn nguyệt khai hoa. Bà đã hạ sinh con trai đầu lòng. Bà bọc con trẻ trong khăn vải và đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong hàng quán. Bây giờ trong miền đó có những mục tử đang ở ngoài đồng và thức đêm để canh giữ đoàn súc vật của mình. Bỗng có các thiên thần Chúa hiện ra đứng gần bên họ, và ánh quang của Thiên Chúa bao tỏa chung quanh khiến họ hết sức kinh sợ. Nhưng Thiên Thần Chúa bảo họ rằng: các anh đừng sợ, đây ta mang đến cho các anh một tin mừng đặc biệt, đó là tin mừng cho cả toàn dân. Hôm nay Chúa Kitô Đấng Cứu Thế đã giáng sinh cho các anh trong thành của David. Và đây là dấu hiệu để các anh nhận biết người. Các anh sẽ thấy một hài nhi mới sinh bọc trong khăn vải, đặt nằm trong máng cỏ. Và bỗng chốc, cùng với các thiên thần, có một số đông thuộc đạo binh thiên quốc đồng thanh hát khen Thiên Chúa rằng: vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy Chúa. Kính thưa quý cha, kính thưa cộng đoàn, mỗi lần sinh một con người sinh ra, một em bé chào đời, ai cũng vui. Người mẹ là người vui trước tiên, rồi đến người cha hồi hộp đứng đợi chờ, rồi đến họ hàng thân thuộc ông bà. Có ai biết rằng lúc sinh ra em bé cất tiếng để khóc, thật ra không phải em khóc mà là em bắt đầu thở. Vậy thì trước kia em không thở sao? Không, em không thở, nhưng mẹ em thở để cho em sự sống. Em sống trong một túi nước, không thể nào em thở được. Như vậy, nếu chúng ta sinh ra, bắt đầu chúng ta thở, thì trước đó trong 9 tháng 10 ngày, chúng ta đã nhờ mẹ mà thở. Tôi thấy hơi thở quan trọng lắm, là vì con người có thể nhịn ăn trong 30 ngày, hay là bà thánh nữ Lê Thị Thành bị bỏ đói hơn một tháng mới chết. Nhưng chúng ta không thể nhịn nước uống trong 2 ngày, và chúng ta không thể nhịn không khí thở trong 2 phút. Một điều tính ngược lại thì không khí không có tốn tiền, ai cũng được hưởng. Nước uống tính theo mét khối, và thức ăn thì tính theo từng gram. Mắc tiền hơn nhiều, nhưng thứ tự cần thiết đối với con người lại theo tỷ lệ nghịch. Tôi thấy người Á Châu nói khí huyết, tức là khí đi trước, rồi cái huyết lưu thông trong mạch máu trong mình mới đem sức sống đến. Nếu không có khí để chuyển oxygen vào thì cái huyết cũng trở thành bị bầm dập và không nuôi sống cơ thể. Cho nên Chúa Giêsu chào đời thật tội nghiệp,
là vì một vị Thiên Chúa đã phải mượn một cái chỗ để sinh ra, là một cái tử cung của một con người trần gian của Đức Trinh Nữ Maria, đã phải nhờ trong mấy tháng Đức Mẹ thở cho mình sống. Tôi tin rằng Chúa quyền năng có thể Chúa bình một cái xuất hiện để làm người như mình, nhưng Chúa không làm như vậy. Cho nên tối hôm nay chúng ta có mặt ở đây, đừng có nên chúc liền lễ Giáng sinh mà hãy kiếm bà mẹ của mình để chúc: cảm ơn mẹ đã thở dùm con trong 9 tháng 10 ngày. Do đó tôi gác chuyện đó sang một bên. Trên TV đang có chương trình tôi cũng thích xem lắm, là Mỗi Phút Một Em Bé Chờ Đợi. Chắc cũng có nhiều người xem. Vậy nếu tính trong ngày hôm nay 24 tháng chạp, có 12 tiếng ban ngày, 12 tiếng ban đêm. Trong 12 tiếng có 720 em chào đời. Và người ta tính cứ 1 phút rưỡi thì có 1 người ra đi. Như vậy thì số người sinh ra càng ngày càng đông. Và trong 24 giờ thì có 1440 em chào đời. Ngày nào cũng vậy, trung bình. Có những em được may mắn sống, cũng có những em chết. Tuy mỗi em sinh ra đều độc nhất, tức là chỉ có một, nhưng người ta chỉ nhắc đến một vài em đặc biệt thôi. Có đúng không? Như em bé thứ 7 tỷ được cả thế giới người ta tính, không biết có trúng chính xác không, nhưng mà nói em đó theo thống kê của tất cả các bảo sinh viện gộp lại, em là đứa bé thứ 7 tỷ. Hay là cái em mà sinh vào ngày Tết Tây, đêm giao thừa, bước qua ngay một giây sau ngày 1 tháng 1 năm 2000 thì được người ta nhắc tới. Thế còn 1438 em kia đâu? Và đó là một ngày. Còn 10 năm như vậy, 20 năm như vậy, số trẻ con sinh ra em nào cũng độc đáo, cũng duy nhất, nhưng nó tầm thường như chuyện tầm thường bên ngoài. Vậy đêm nay hơn 2000 năm trước cũng có một em bé sinh ra tầm thường và còn tầm thường hơn nữa. Quý vị nhìn cái máng cỏ mà ban phụng vụ làm quá đẹp, quá sang, đẹp hơn trong bệnh viện Bảo Sanh nữa. Nhưng mà thực tế Chúa không sinh ra ở cái nơi đẹp, có đèn chớp, có hoa, có sông hương. Nó khai lắm. Chim bò cừu lừa nó đi vệ sinh nó đâu có biết dội nước. Nó khai lắm, nó tối tăm. Và nếu có phải làm lý lịch thì sau đây là bản lý lịch của em bé khai sanh: tên Giêsu, một cái tên khá thường thấy ở Do Thái, có nghĩa là God Saves, Chúa cứu. Sinh trời biết, đừng nói là ngày 25 tháng chạp, không, đó là truyền thống của những năm đầu bị bắt hại. Người Kitô hữu chọn ngày Đông Chí 25 tháng chạp để mừng ngày mặt trời xuất hiện, và đồng thời người La Mã ăn mừng rất lớn thì mình cũng mừng mặt trời của chúng tôi là Chúa Giêsu. Từ đó chọn ngày 25 tháng chạp. Chúa không có sinh nhầm ngày này. Năm cũng không rõ nữa, đừng có nói năm bắt đầu niên lịch, vì cái ông tu sĩ sử gia André Le Petit sau này mới khám phá ra ông làm sai 627 năm. Có thể là khoảng lùi lại 627 năm trước công nguyên một tí. Rồi nơi sinh, ở chỗ cái máng người ta đặt cỏ vào rơm, ở đâu đó trong cái vùng Bethlehem. Cha nghe nói là ông thợ mộc tên là Giuse, nhưng mà dòng họ David, hoàng tộc đó. Mẹ là bà Maria, con của bà Anna và ông Gioan-kim. Đây là cũng khá chính xác. Nguyên quán Bethlehem, nơi thường trú sau khi sinh ra, tị nạn sang Ai Cập, vượt biên bằng đường bộ, rồi trở về nguyên quán. Đầu đời ở đâu? Nazareth. Nhưng mà sau khi rời khỏi gia đình thì những năm đầu lập nghiệp không có mặt bằng.
con người không có chỗ trú, con cáo còn có hang, con chim còn có tổ. Và cuối đời chết ở đâu? Cuối đời cũng không có chỗ để nằm yên, mà chết treo trên thập tự, trên đồi Calvario. Dấu vết riêng để nhận diện. Quý vị nào đọc cái căn cước mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm cho tôi, có cái dấu vết riêng người ta kể ra trên mặt tôi, tôi không dám nói đây, kẻo người ta chọc. Nhưng mà dấu vết riêng của cái ông Giê-xu, của em bé Giê-xu này là gì? Có 3-4 cái. Một là không giống ai vì vô tội. Hai, không hề biết đến tội là gì. Ba, trở thành giống hẳn loài người ta trừ ra tội. Như vậy tóm tắt, dấu vết riêng của Ngài là hoàn toàn vô tội, còn chúng ta thì hoàn toàn vô số tội. Chúng ta có chữ số cũng nữa. Tất cả căn cước và lý lịch của em bé nằm đó thì có bấy nhiêu thôi. Hài nhi này ra đời là một chuyện tầm thường như bao nhiêu chuyện khác, không đáng chiếm hai hàng cột trên tờ báo. Nói cho ngay, thứ chuyện tầm thường chẳng hay ho gì cả. Cho nên trong cuộc đời này, lẫn ngoài xã hội, người ta vẫn tả lại bãi sinh con đầu lòng, lấy tả vấn cho con và đặt nằm trong máng cỏ vì hai ông bà không tìm được chỗ trong hàng quán. Đã vậy, thân phận nghèo, lại còn đi lữ thứ, cho nên thiếu thốn mọi bề. Tệ hơn nữa là hài nhi nằm trong máng cỏ cũng không được yên. Ít lâu sau phải theo cha mẹ đi tị nạn để ốc lên bảo tướng. Tuy nhiên trước mắt đức tin, chúng ta nghe lời lời các thiên sứ đó, vinh quang Thiên Chúa rạng người bao quanh, khiến các mục tử sợ và các thiên thần phải tránh ngàn. Rạng người bao quanh tất cả mọi người, và đây là lời thiên sứ báo: tôi đem đến cho anh em một niềm vui rất to tát. Đó là niềm vui cho toàn dân, có nghĩa là ai cũng được hưởng. Là hôm nay một con người đã được sinh ra, một vị cứu tinh đã chào đời, một cứu chúa đã đến với chúng ta trong thành của David. Và dấu hiệu gặp một em bé vấn tả đặt nằm trong máng cỏ. Thưa quý ông bà và anh chị em, nếu nói điều đó, chúng ta thấy đâu có gì đặc biệt để mà mừng. Nhưng mừng là vì mỗi người đều được Thiên Chúa đến để ban cho. Thiên Chúa đã trở thành một Thiên Chúa được trao tặng. Cha đã trao tặng con cho chúng ta, và là một Thiên Chúa ở cùng chúng ta vì cái tên của Người. Cho nên người Pháp và những xứ văn minh Pháp, họ gọi lễ này là Noel, viết tắt của chữ Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở với chúng ta. Và Chúa Giê-xu đã ở với chúng ta thật. Ngài không ở những chỗ có địa vị, những chỗ sang trọng, những chỗ có hộ khẩu, những chỗ có thường trú. Nhưng Ngài ở dọc đường, Ngài ở chỗ lên đây, Ngài ở nơi biệt xứ, Ngài không có chỗ tựa đầu. Và cái dấu đó, các mục đồng đi tìm một em bé rất tầm thường, thì hôm nay bổn phận chúng ta trong niềm vui cũng phải đi tìm như vậy. Có những điều rất tầm thường, quý ông bà ơi, tầm thường và đơn sơ đến mức độ chúng ta viếng máng cỏ rồi không biết cái cao quý của nó. Chúng ta đến với bí tích thánh thể, một mẫu bánh rất tầm thường, một lời truyền phép rất tầm thường. Chúng ta đến với bí tích giao hòa, một tòa giải tội rất tầm thường, một công thức xá giải cũng rất tầm thường. Chúng ta đến với bí tích thanh tẩy, đổ nước cũng tầm thường, lời đọc và người thừa tác viên cũng tầm thường. Nhưng chúng ta phải tìm cho ra Thiên Chúa ở cùng chúng ta.
Và ngày hôm nay cái dấu mà ai cũng phải đi tìm, nó nằm trong cái bí tích mà một số nhà thần học gọi là bí tích tha nhân, tức là ở người khác. Vậy đêm nay nếu chúng ta tìm Chúa Giê-xu, đừng tìm một em bé vắng trong tã nữa, nằm trong máng cỏ. Hãy tìm một con người đang cần một lời an ủi. Hãy tìm một con người đang cần tình thương ngay trong nhà mình. Hãy tìm một con người đang buồn, đang cô đơn vì bị bỏ rơi, bị cao niên, bị cho là vô dụng, vụng về. Hãy tìm những đối tượng đó. Bởi vì Chúa Giê-xu thường xuyên trú ở dưới một gầm cầu hay một chân cầu thang nào đó, nhưng những người nghèo nhất. Và Ngài đã đồng hóa, và Ngài đã sinh ra nghèo hơn tất cả chúng ta. Vậy cái sứ điệp của niềm vui chúng ta hãy mang đến, và hãy đi tìm cho ra Thiên Chúa đó. Bởi vì khi tìm ra, hãy bắt chước Ngài là một Thiên Chúa ban tặng, thì chúng ta cũng hãy ban tặng chính mình cho những người mà chúng ta tìm thấy là dấu chỉ của Thiên Chúa. Kính chúc quý ông bà một đêm Giáng sinh, một đêm biết trao tặng, như hôm nay chúng ta lãnh nhận một Thiên Chúa được trao tặng. Và một đêm đi tìm một dấu hiệu giữa những cái rất tầm thường, nó có chứa chấp một cái gì cao cả, đáng quý, thiêng liêng và cứu độ. Và hãy vui là vì tất cả mọi người đều được cứu. Và hãy vui là vì hôm nay Chúa ở cùng mình, cho nên mình đừng có phàn nàn là Chúa ở đâu. Hãy nói với Chúa, hãy tìm đến Ngài, hãy tâm sự là vì Emmanuel, Chúa ở cùng chúng ta, Chúa ở cùng từng người. Xin đừng quên điều đó, và điều đó chính là niềm vui. Bây giờ chúng ta nghe lời nhắn gửi của Đức Tổng bằng tiếng Anh.